Mùa hè của hồ ly bản Thái, visual của Madhavika và Bert Buttigieg cực đỉnh, vừa lên sóng đã ăn đứt bảng trung. Vừa mới lên sóng, mùa hè của hồ ly phiên bản Thái đã nhanh chóng đứng đầu top trending Twitter Thái Lan. Hơn cả sự mong đợi, mùa hè của hồ ly bản Thái đã chính thức lên sóng vào ngày 2 tháng 3 vừa qua, đã làm nức lòng khán giả sau khoảng thời gian 2 năm chờ đợi. Ngay khi vừa công chiếu những tập đầu tiên, những hình ảnh, thông tin phim nhanh chóng phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội ở cả trong nước và quốc tế. Điều này cho thấy tín hiệu tích cực và sức hút khó cưỡng của bộ phim remake này. Netizen vô cùng thích thú với nội dung mới mẻ, diễn xuất tinh tế và sự kết hợp vô cùng ăn ý với những pha gây cười của cặp đôi chính Bert Buttigieg và Madhavika thủ vai. Tuy là lần đầu hợp tác, nhưng cặp đôi trai tài gái sắc làng giải trí xứ Chùa Vàng lại có sự kết hợp vô cùng ăn ý, ngọt ngào. Xoay quanh chuyện tình giữa đôi Ongya Sira do Bert Buttigieg thủ vai, phó chủ tịch tập đoàn Kiu và cô nàng Kanhan do Madhavika thủ vai. Một nhà thiết kế thời trang xinh đẹp, giỏi giang nhưng không kém phần chiêu trò và lương lẹo. Câu chuyện Ongya ngõ hẹp vốn không mới lạ, nhưng qua sự thể hiện của cặp đôi Madhavika và Bert Buttigieg lại tạo ra cảm giác mới mẻ và sự hứng thú trong lòng khán giả. Vốn là một trong những nam thần đình đám của màn ảnh xứ Thái, anh chú Bert Buttigieg đã khiến các fan nữ phải mê mệt bởi gương mặt soái ca và phong thái lịch lãm của mình. Những cử chỉ, hành động của Bert Buttigieg trong phim cũng khiến người xem phải không ngừng rung động. Trong khi đó, nàng ma nữ xinh đẹp Madhavika lại tỏa sáng với chiếc nhan sắc bất chấp mọi khung hình. Với tạo hình trưởng thành, nhân vật Kanhan của Madhavika đã để lại ấn tượng mạnh mẽ nhờ vẻ đẹp sắc sảo, sang chảnh. Khi quay về là một học sinh, ra dáng thiếu nữ trong trẻo, cuốn hút. Thậm chí, cộng đồng mạng còn cho rằng từ thời trang đến tạo hình của Madhavika lấn át bản gốc do Đàm Tùng Vận đóng và ăn đứt cả bản trung trước đó. Được biết, Mùa hè của hồ ly phiên bản Thái là bản remake từ siêu phẩm Mùa hè của hồ ly do Đàm Tùng Vận và Khương Triều đảm nhận trước đó. Đây là dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết tình cảm hài hước Khi Tổng Tài Yêu của tác giả Thẩm Thương Mi. Năm 2017, web drama Mùa hè của hồ ly bản trung khi lên sóng ngay lập tức trở thành bộ phim thu hút bao khán giả trẻ vì lời thoại dí dỏm và cốt truyện giải trí. Hai diễn viên chính Đàm Tùng Vận, Khương Triều theo đó cũng thu về lượng người hâm mộ đông đảo và để lại dấu ấn đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, với bản remake hiện tại, có thể nói bộ phim vừa mới lên sóng đã có hiệu ứng và thành tích vô cùng tích cực.